chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Vòng quay bóng đá của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Trong chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây: Thanh Hóa nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay; huấn luyện viên Yuen Hoan chính thức bị sa thải sau chuỗi thành tích bết bát với 6 trận thua liên tiếp của BKM Bình Dương; tiền đạo Lê Công Vinh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, giúp Sông Lam Nghệ An duy trì thành tích bất bại và đứng đầu trên bảng xếp hạng; VxM Hải Phòng giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp trong một trận cầu để ép khán giả trên thánh địa Lạch Tray. Và sau đó chúng ta cùng tìm hiểu về Nastia Cech và Gaston Melo, những cầu thủ ngoại ghi dấu ấn tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Phần cuối của chương trình, chúng ta cùng đến với sự vượt khó của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam để hy vọng vươn tới tầm cao. Thưa quý vị và các bạn, mùa giải năm ngoái, sân nhà là điểm tựa vững chắc của câu lạc bộ Thanh Hóa, nơi đội bóng xứ Thanh luôn giành được những thành tích khả quan dù đối thủ có là ai. Mùa giải năm nay cũng vậy, huấn luyện viên Mai Đức Chung xây dựng lối chơi của Thanh Hóa dựa trên tinh thần tập thể với sự hậu thuẫn cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà. Sau khi bất bại qua 4 vòng đấu, Thanh Hóa tràn đầy tự tin tiếp Hà Nội T&T, đội bóng được đánh giá cao hơn nhưng thường chơi không tốt mỗi khi làm khách ở mùa giải năm nay. Bằng chứng là ở vòng đấu thứ 2, đội bóng thủ đô đã để thua 0-2 trước Ninh Bình. Khởi đầu ấn tượng khi có bàn thắng dẫn trước, nhưng hơn 10.000 khán giả nhà đã không được hưởng trọn vẹn niềm vui bởi Hà Nội T&T đã chơi quá tốt ở những phút còn lại. Mặc dù trắng tay trên sân nhà, nhưng Thanh Hóa vẫn có sự an ủi khi cầu thủ được dành nhiều kỳ vọng là Nastia Cech đã ghi bàn. Nhưng trước khi tìm hiểu về Nastia Cech, người đã từng tham dự World Cup 2002 trong màu áo của đội tuyển Slovenia, chúng ta cùng đến với những diễn biến chính của trận đấu này. Tại xứ Thanh, cuộc đọ sức tâm điểm ở vòng 5 giữa hai câu lạc bộ top đầu là Thanh Hóa và Hà Nội T&T đã khởi đầu với ưu thế thuộc về đội chủ nhà và họ có được bàn dẫn trước từ cú đá penalty của Nastase. Tuy nhiên sau đó, họ đã không thể đứng vững trước sức tấn công của đội khách và chỉ trong khoảng 5 phút ở giữa hiệp 2, lưới của thủ thành Tô Vĩnh Lợi đã bị tung lên 3 lần. Sau bàn thắng của cầu thủ người Argentina Gonzalo, một hậu vệ đội bóng áo vàng lúng túng đánh đầu phản lưới nhà từ cú sút của hậu vệ phải Quốc Long. Chưa dừng lại ở đó, từ pha dàn xếp quen thuộc của Hà Nội T&T, Samson đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho đội khách từ đường chuyền của Gonzalo. Chiến thắng này giúp Hà Nội T&T tạm thời chiếm ngôi đầu bảng của Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, Thanh Hóa đã phải nhận trận thua đầu tiên sau 5 vòng. Kết thúc V-League 2012, câu lạc bộ Thanh Hóa đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Điều này đã không làm hài lòng đội bóng xứ Thanh và trước khi bước vào mùa giải năm nay, Thanh Hóa đã đặt ra một chỉ tiêu khá cao, đó là lọt vào top 3 đội mạnh nhất. Và những gì đội bóng này đã làm được ở 4 vòng đấu đầu tiên đã cho thấy lộ trình của họ đang đi theo đúng kế hoạch. Thành công trên sân cỏ, điều này đồng nghĩa với việc Thanh Hóa sẽ thu hút được nhiều hơn người hâm mộ. Mùa giải này là Thanh Hóa là đá rất là nhiệt tình và rất là có tinh thần đoàn kết và sẽ chiến thắng trên mọi trận đấu ở trên sân nhà. Là một trong số ít đội bóng có sự ổn định sớm nhất trước khi bước vào mùa giải mới. Bên cạnh đó là sự đảm bảo về mặt tài chính, đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có những tăng cường lực lượng đáng kể cho mùa giải năm nay. Ngoài những cái tên quen thuộc, Văn Thắng, Quốc Phương, Thế Dương hay đội trưởng Bật Hiếu, Thanh Hóa đã mang về những cầu thủ ngoại xuất sắc, trong đó có Abad, Patio. Nhưng có lẽ người được giới hâm mộ quan tâm nhiều nhất chính là tiền vệ Nastia Cech đến từ Slovenia. Cách đây 12 năm, anh đã cùng đội tuyển quốc gia của mình tham gia tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2002 trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc. Tất nhiên đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong đời cầu thủ này. Tôi đã cùng đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup 2002. Đó là một giải đấu tuyệt vời, nơi hội tụ những đội bóng và những cầu thủ hàng đầu thế giới. Thực sự, đó là một trải nghiệm vô cùng thú vị đối với tôi. Nastia Cech là cầu thủ châu Âu đầu tiên từng tham dự World Cup đến chơi bóng tại Việt Nam. Mặc dù là một cầu thủ nổi tiếng, nhưng khác với trường hợp của Denison, cập bến Hải Phòng 4 năm trước đây, tiền vệ 35 tuổi này từng có 45 lần khoác áo đội tuyển Slovenia đến với giải đất hình chữ S một cách khá tình cờ. Trước khi sang Việt Nam, tôi đang chơi bóng ở Indonesia. Khi giải đấu này kết thúc, tôi đi du lịch các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tôi được nghe kể giải bóng đá của các bạn rất phát triển. Và một lần, tôi đến xin tập cùng đội bóng với mục đích là duy trì thể lực. Họ thấy tôi chơi tốt và muốn tôi ở lại chơi cho đội bóng của mình. Và từ đó, tôi là người của câu lạc bộ Thanh Hóa. Ở Việt Nam các bạn có rất nhiều đội bóng tốt, còn các cổ động viên thì thật tuyệt vời. Đang trải qua 4 trận đấu bất bại và xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng trước khi Thanh Hóa có cuộc đối đầu với Hà Nội T&T trên sân nhà. Và tất nhiên, các khán đài của sân Thanh Hóa đã không còn một chỗ trống. Thậm chí, có những cổ động viên ở rất xa
đến để cổ vũ cho đội bóng. Là tiền vệ có lối chơi thiên về kỹ thuật, Nastiacek luôn thể hiện rất tốt vai trò dẫn dắt lối chơi của đội bóng. Mặc dù 4 vòng đấu vừa qua, anh chưa có được bàn thắng nào cho Thanh Hóa, nhưng trong trận đấu với Hà Nội T&T vừa qua, Nastiacek đã tìm được bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải năm nay. Sau cú đá phạt penalty thành công, bàn thắng của cầu thủ người Slovenia đã khiến sân Thanh Hóa như nổ tung trước sự gieo họ của hàng vạn cổ động viên. Mặc dù mới đặt chân đến xứ Thanh từ đầu mùa giải năm nay, nhưng Nastiacek không chỉ chứng tỏ được phẩm chất về chuyên môn, mà tiền vệ này còn thường xuyên chứng tỏ vai trò của mình trong đội bóng bằng việc liên tục có mặt tại các điểm nóng trên sân để khuyên bảo và can ngăn các đồng đội ở những tình huống va chạm. Có bàn thắng dẫn trước, nhưng Thanh Hóa với sự thiếu vắng của một số trụ cột như đội trưởng Bật Hiếu đã không thể bảo toàn được chiến thắng. Họ đã để cho đội bóng đến từ thủ đô ghi 3 bàn liên tiếp trong 20 phút cuối trận và đành thất thủ với tỷ số chung cuộc là 1-3. Đó là thất bại đầu tiên của Thanh Hóa ở mùa giải năm nay. Đáng tiếc, trận thua này lại diễn ra ngay trên sân nhà. Và đó cũng là nỗi buồn của Nastiacek, mặc dù anh đã ghi được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Tôi không muốn nhắc đến trận đấu này vì chúng tôi đã thất bại. Đó là trận thua đầu tiên của chúng tôi. Thật tiếc, nó lại diễn ra trên sân nhà, trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả. Với tôi, ra sân là phải luôn giành chiến thắng. Tôi không bao giờ muốn nhận thất bại. Tuy nhiên bóng đá là vậy. Đội bóng có hôm thắng, hôm thua. Và hôm nay, chúng tôi đã thất bại. Sau 4 trận đấu đầu tiên bất bại trước các đối thủ không được đánh giá cao, Hà Nội T&T đã đưa đội bóng xứ Thanh trở lại mặt đất bằng chiến thắng ấn tượng. Liệu đội bóng của huấn luyện viên Mai Trung sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch hay chỉ là hiện tượng ở mùa giải năm nay? Không đội bóng nào có thể ra sân là giành chiến thắng, kể cả những đội bóng lớn trên thế giới. Đó chính là sự hấp dẫn của bóng đá. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1, nhưng tôi rất tiếc khi chúng tôi đã nhận 3 bàn thua chỉ trong vòng 10 phút cuối trận. Chúng tôi rất buồn vì đã không làm hài lòng khán giả nhà. Vì vậy, chúng tôi cần phải chơi tốt hơn nữa trong những trận đấu tiếp theo. Sự quyết tâm và đoàn kết là sức mạnh lớn nhất của Thanh Hóa ở mùa giải năm nay. Điều đó được thể hiện không chỉ ở các cầu thủ nội, mà ngay cả một cầu thủ ngoại như Nastiacek cũng thấm nhuần điều này. Bóng đá Việt Nam đã từng chứng kiến rất nhiều trận cầu nảy lửa giữa các đội bóng doanh nghiệp, Đồng Tâm Long An, Hoàng Anh Gia Lai, BKMX Bình Dương. Nhưng kể từ khi nền kinh tế suy thoái, những cuộc đối đầu giữa các đội bóng này không còn đem lại sức hút cho người hâm mộ và cả giới truyền thông như những năm trước kia. Ở vòng đấu thứ 5, Hoàng Anh Gia Lai tiếp BKMX Bình Dương trên sân nhà, một trận cầu được cho là kinh điển của bóng đá Việt Nam. Nhưng thực tế, chỉ có rất ít khán giả đến sân bởi Hoàng Anh Gia Lai giờ không còn là ứng cử viên cho chức vô địch và thi đấu khá thất thường. Trong khi đó, đội bóng đất thủ lại đang có phong độ kém cỏi nhất trong lịch sử khi để thua 5 trận liên tiếp nếu tính cả sân chơi cúp quốc gia. Không giành được ít nhất là một điểm trước đội bóng phố núi, tương lai của huấn luyện viên Châu Yung Wan chắc chắn sẽ không còn ở Bình Dương. Và kết thúc 90 phút trên sân Pleiku, một lần nữa ứng cử viên số 1 cho chức vô địch trước khi mùa giải khởi tranh, BKMX Bình Dương lại gây thất vọng tột đỉnh cho người hâm mộ. Trên sân Pleiku, Hoàng Gia Lai và BKMX Bình Dương đã trải qua 45 phút đầu tiên tẻ nhạt. Nhưng bước vào hiệp 2, đội chủ nhà đã cụ thể được ưu thế của mình bằng sự tỏa sáng của cặp tiền đạo ngoại Evando và Oseni. Phút 51, Evando bay người đánh đầu tung lưới BKMX Bình Dương để mở điểm. Cũng bằng một cú đánh đầu, chân sút người Nigeria Oseni đã có bàn thắng ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà khi hiệp 2 đi vào những phút cuối cùng. Đây là chiến thắng thứ 2 của đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai kể từ đầu giải, trong khi đại gia BKMX Bình Dương đã phải nhận trận thua thứ 5 liên tiếp và tiếp tục đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Không ai có thể ngờ sau 5 vòng đấu, BKMX Bình Dương lại ở đáy bảng xếp hạng với chuỗi trận toàn thua. Lỗi lớn nhất chắc chắn thuộc về huấn luyện viên người Hàn Quốc Choi Yun-hwan khi ông không thể kết gắn những ngôi sao trong đội hình thành một tập thể mạnh. Bởi ai cũng biết, những gương mặt trong đội hình của đống đất thủ như Huỳnh Kesrianvet, Philani, Sunday, Vũ Phong đều là những cái tên sáng giá của bóng đá Việt Nam. Sau thất bại trước Vi-xem Hải Phòng ngay trên sân nhà ở vòng đấu thứ 4, ban lãnh đạo câu lạc bộ BKMX Bình Dương vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự thay đổi của đội bóng. Nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc đã bất lực nhìn các cầu thủ của ông nhận thêm một thất bại nữa trên sân Pleiku trước đối thủ Hoàng Anh Gia Lai vào chiều thứ 7 vừa qua. Sau trận thua này, ông Cho Yun Hwan đã được cho nghỉ việc và đó cũng chính là nguyện vọng của huấn luyện viên này.
Kể từ khi khoác áo câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, mỗi khi làm khách tại Lạch Tray, chân sút cự phách Gaston Melo luôn rất có duyên xé mảnh lưới đội bóng đất cảng. Còn nhớ ở mùa giải 2008, trong trận đấu mà người hâm mộ Hải Phòng kéo đến ùn ùn lấp kín sân Lạch Tray để chờ đón màn ra mắt của chân sút đắt giá Dennison, Gaston Melo chính là người lập cú đúc đem về chiến thắng cho Đà Nẵng. Sau khi thi đấu ấn tượng ở hai vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, chân sút người Argentina bất ngờ trời trùng xuống một cách khó hiểu. Vậy chúng ta sẽ cùng chờ xem, trong chuyến làm khách tại Lạch Tray, Gaston Melo có tìm được cái duyên ghi bàn vào lưới đội bóng đất cảng để cắt đứt mạch thắng của đội chủ nhà hay không. Nhưng trước khi tìm hiểu về Gaston Melo và đón xem những ghi nhận tại Lạch Tray, chúng ta cùng đến với những diễn biến của trận đấu này. Ở sân chơi V-League, mỗi khi Hải Phòng chạm trán với Đà Nẵng luôn là một trận đấu rất được chờ đợi. Bởi đây không chỉ có những gương mặt ưu tú của bóng đá Việt Nam mà còn là những cuộc đấu trí thú vị của các huấn luyện viên trên băng ghế chỉ đạo và sự cuồng nhiệt của các khán giả. Sau khi giành hai chiến thắng liên tiếp, VFC Hải Phòng rất tự tin sẽ đánh bại đội bóng sông Hàn để leo lên top đầu trên bảng xếp hạng. Những phút đầu tiên, các cầu thủ áo đỏ hoàn toàn làm chủ thế trận và liên tục tạo ra các tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Thanh Bình. Sau khi những phút đầu bị chủ nhà ép sân, SHB Đà Nẵng dần lấy lại thế trận và những quả tạt bóng chính xác của Minh Phương đã gây không ít khó khăn cho thủ môn Danh Hoàng Tuấn, khiến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đứng ngồi không yên. Phút thứ 36, lưới của thủ môn Thanh Bình đã rung lên sau cú đánh đầu chính xác của Antonio Carlos. Đây là một bàn thắng hợp lệ, nhưng rất tiếc trọng tài lại không công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà. Tưởng như hiệp một trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi, thì bất ngờ những phút bù giờ đầu tiên, trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, bóng bật ra đến chân tiền đạo Quang Hải. Và số 13 bên phía VFC Hải Phòng đã không bỏ lỡ, đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho đội bóng đất cảng. Có bàn thắng dẫn trước, bước sang hiệp 2, VFC Hải Phòng chơi tưng bừng với sự cơ động của hàng tiền vệ. Các tiền đạo mũi nhọn luôn nhận được rất nhiều bóng, trong đó có tiền đạo Quang Hải. Và nếu như may mắn hơn, cựu tiền đạo của đội tuyển quốc gia đã có bàn thắng thứ hai trong trận đấu này. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm đi trúng xà ngang ở phút thứ 58 của trận đấu. Sau khi tìm ngòi hai trận liên tiếp, tiền đạo Gaston Melo luôn được đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhưng một lần nữa, trước sự đeo bám quyết liệt của các hậu vệ bên phía VFC Hải Phòng, tiền đạo người Argentina đã không thể một lần đưa bóng vào lưới. Kịch tính xảy ra ở phút thứ 79 khi lưới của thủ môn Danh Hoàng Tuấn đã rung lên. Tuy nhiên bàn thắng đã không được công nhận vì trọng tài cho rằng bóng đã đi ra đường biên ngang trước khi Gaston Melo đánh đầu tung lưới VFC Hải Phòng. Trước sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ áo trắng, nhưng 1-0 vẫn là kết quả sau tình huống này. Pha bóng đáng chú ý cuối cùng của trận đấu diễn ra ở phút bù giờ thứ 2 với sự căng thẳng của cầu thủ của cả hai đội. Đặc biệt là sự nóng nảy của Gaston Melo. Và trận đấu đã kết thúc với kết quả thắng 1-0 dành cho VFC Hải Phòng trong sự hài lòng của huấn luyện Hoàng Anh Tuấn. Ngày hôm nay là dành hết tất cả khán giả. Cũng không nên có một suy nghĩ hơi cục bộ. Tất cả các em đã đến đây, không đi Khánh Hòa mà rất nhiều tỉnh trong Việt Nam hội tụ đây đá cho đội xi măng Hải Phòng. Họ đã cống hiến hết sức cho cái giải đấu được tốt đẹp, và cái đặc biệt là cống hiến tất cả những cái gì họ có cho khán giả, và khán giả tôi nghĩ là sẽ hài lòng. Riêng đội Đà Nẵng thì mình cảm thấy có Minh Phương và tiền đạo Gaston Melo và hai nữa là Quốc Anh. Gaston Melo là một trong những người tiền đạo mà đáng gờm. Không có gì lạ khi đối với các cổ động viên Hải Phòng, Gaston Melo chính là người mà họ nhớ nhất bên phía SHB Đà Nẵng. Tiền đạo người Argentina là một trong những chân sút đáng sợ nhất V-League. Đặc biệt, anh luôn thể hiện duyên làm bàn của mình trước mảnh lưới đội bóng đất cảng. Hẳn nhiều người hâm mộ Hải Phòng còn chưa quên, vào năm 2009, trong trận đấu được coi là màn ra mắt khán giả Lạch Tray của cựu tuyển thủ đội tuyển quốc gia Brazil Dennison, thì chính Gaston Melo với khả năng chơi đầu tuyệt vời đã hai lần phá lưới chủ nhà, đồng thời biến Dennison trên khán đài trở thành vai phụ.
Chả nói đâu xa, ở mùa giải năm ngoái, trong hai lượt đấu tại V-League, vua phá lưới 3 mùa liên tiếp từ năm 2009 đến năm 2011 đã gieo sầu cho khán giả Hải Phòng khi nã đến 4 bàn thắng vào lưới đội bóng này. Bởi vậy khi VSM Hải Phòng và SHB Đà Nẵng chạm trán nhau ở lượt đấu vừa qua, Gaston Melo một lần nữa là tâm điểm và là người được đối phương chú ý nhất. Do những trung vệ dày dặn kinh nghiệm như Minh Đức hay Như Thành phải ngồi ngoài, nhiệm vụ theo sát Gaston Melo được giao cho trung vệ trẻ Đinh Tiến Thành và người đá cặp Lê Văn Phú. Cả hai đã thay nhau chăm sóc kỹ càng tiền đạo mang áo số 27 và đã hạn chế rất nhiều tầm sát thương của Melo. Trong suốt 45 phút đầu tiên, không mấy khi chân sút bên phía Đà Nẵng có bóng, và mỗi lần bóng bay về phía anh thì Melo ngay lập tức phải nhận những pha va chạm từ đối mạnh và có chủ đích từ phía đối phương. Khóa chặt được tiền đạo lợi ái nhất của đối thủ, không những vậy, nhận được sự động viên to lớn từ những khán đài chật kín khán giả, các cầu thủ chủ nhà đã không ngần ngại tấn công. Và bàn thắng của Quang Hải trong phút cuối cùng hiệp thi đấu thứ nhất là thành quả xứng đáng cho một lối chơi hợp lý của VSM Hải Phòng. Thậm chí trong hiệp 1, họ còn bị trọng tài Nguyễn Quốc Hùng từ chối một bàn thắng hợp lệ của Antonio Carlos. Về phần các nhà đương kim vô địch, lối chơi thiếu sinh khí của họ buộc huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức phải tung vào sân Huỳnh Quốc Anh, dù tiền vệ của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa lành vết thương ở vai. Tuy nhiên, trong một ngày mà toàn đội Đà Nẵng tỏ ra hụt hơi và mệt mỏi, thì sự có mặt của Quốc Anh cũng không cải thiện được nhiều khả năng làm bóng ngang tiền vệ của SHB Đà Nẵng. Vì vậy mà Gaston Melo vẫn tiếp tục phải chịu cảnh đói bóng giống như trong hiệp 1. Dấu ấn duy nhất mà tiền đạo người Argentina để lại là khi anh đánh đầu tung lưới đối phương ở những phút cuối trận. Tuy nhiên, các trọng tài đã không công nhận vì cho rằng bóng đã đi qua vạch biên ngang cuối sân. Đây là lần thứ hai trong trận đấu này những vị vua sân cỏ từ chối các bàn thắng hợp lệ, một của đội chủ nhà và một của SHB Đà Nẵng. Đây chính là tác nhân khiến cho các cầu thủ trên sân không giữ được bình tĩnh, đặc biệt là đội khách, do họ đang ở trong tình thế phải rượt đuổi. Bất lực trong việc ghi bàn và khi tưởng như có bàn thắng thì lại bị từ chối, thế nên Gaston Melo tỏ ra ức chế. Khi trận đấu đi về những phút cuối cùng, tiền đạo này đã có pha va chạm nảy lửa trong vòng cấm VSM Hải Phòng với Antonio Carlos, người đã theo sát anh trong suốt hiệp 2. Phải nhờ đến sự can thiệp của ban huấn luyện hai đội, tình hình mới trở nên bớt nóng. Đây rõ ràng là một trận đấu đáng quên với tay săn bàn của SHB Đà Nẵng và những đồng đội của anh. Và dù công tác trọng tài một lần nữa được nhắc đến, nhưng có thể nói trận thua của các nhà đương kim vô địch là xứng đáng. Tôi cũng không phàn nàn lắm về vấn đề trọng tài, nhưng mà tôi chỉ đề nghị với nãy tôi mới ra nói với lại ông giám sát trọng tài là xem lại một tình huống mặt đền của tôi. Xem lại một tình huống kết ghi bàn của Milo, bóng chưa hết biên. Và một tình huống đánh nguội, anh số 99 đánh nguội, anh cầu thủ của tôi số 21 ở giữa sân. Và trọng tài thứ tư nhìn thấy rõ, nhưng mà tôi có nói thì ông Tấn ông bảo là đó là tình huống vô tình. Cái động tác rất là rõ, tôi thấy rất là rõ. Về tình huống va chạm của Gaston Melo và Antonio Carlos, cả hai nhà cầm quân đều tỏ ra thông cảm và không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa. Tôi cũng không thấy rõ, nhưng mà đó là những cái sự nóng nảy của các cầu thủ trên sân. Nhưng mà tôi đã can thiệp anh ta và tôi đã bảo anh ta không được làm như thế. Tôi không biết là giữa hai cầu thủ nước ngoài họ nói gì với nhau. Nhưng tất nhiên tôi cũng không đồng tình những cái thái độ phản ứng như vậy. Tôi cũng đã can thiệp rồi. Theo tôi cái môn bóng đá, môn đặc biệt bóng đá nam, môn chơi đàn ông thì nó va chạm thì đương nhiên có thể, nếu như đặt địa vị mình vào hoàn cảnh đấy mình cũng có thể có những phản ứng nó hơi thái quá một tí, nhưng tôi nghĩ nó không có cái gì là ghê gớm cả. Như vậy đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của đội bóng thành phố Cảng và là thất bại đầu tiên của SHB Đà Nẵng, một kết thúc có hậu cho sân Lạch Tray trong một trận đấu nhiều tranh cãi. Nếu như Gaston Melo tiếp tục tịt ngòi và có nhiều hành động nóng nảy trên sân Lạch Tray, thì cách đó chừng 300 cây số, chân sút đang có phong độ rất cao là Lê Công Vinh lại tiếp tục nổ súng để mang về 3 điểm trọn vẹn cho Sông Lam Nghệ An trong cuộc tiếp đón đối thủ rất khó chơi là Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn. Dù bàn thắng của chân sút người xứ Nghệ được thực hiện trên chấm 11m ở những phút cuối trận, nhưng vẫn không thể phủ nhận đẳng cấp của Lê Công Vinh, một cây săn bàn thực thụ. Như vậy là với pha lập công ghi bàn và lưới của Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn, CV9 đã có được 5 bàn thắng kể từ đầu mùa giải và vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn, đồng thời cũng san bằng kỷ lục của Antonio Carlos khi chạm mốc 90 bàn tại sân chơi V-League.
một thành tích tuyệt vời của Lê Công Vinh. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là 3 điểm dành cho Sông Lam Nghệ An và vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Đang bất bại sau 4 vòng đấu, trong đó có trận hòa đáng tiếc trước Hà Nội TVT ở vòng đấu thứ 4, Sông Lam Nghệ An tràn đầy tự tin khi trở về sân nhà. Tiếp đón đội bóng rất khó chơi là xi măng Xuân Thành Sài Gòn trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà. Mặc dù đội chủ nhà có cơ hội đầu tiên với cú đá phạt của Plaza, nhưng sau đó đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác đã chơi rất tốt và họ đã tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Sông Lam Nghệ An trong 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp 2, đội bóng xứ Nghệ đã chủ động đẩy cao đội hình, chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng và họ đã tạo ra những cơ hội khá rõ ràng về phía khung thành của thủ môn Bùi Tấn Trường. Nhưng lại một lần nữa, Plaza không thể tận dụng thành công những cơ hội mà các đồng đội tạo ra khi những cú dứt điểm của anh đều đi thiếu chính xác. Tưởng chừng may mắn sẽ ngoảnh mặt với đội chủ nhà thì bất ngờ đã diễn ra ở phút thứ 79 trong một tình huống va chạm không rõ ràng giữa thủ môn Bùi Tấn Trường và tiền đạo Kevin. Trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo Lê Công Vinh đã tung ra cú dứt điểm quyết đoán làm tung nóc lưới Bùi Tấn Trường, giúp Sông Lam Nghệ An có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Bàn thắng của Lê Công Vinh không chỉ làm nổ tung cầu trường sân Vinh mà còn giúp anh có được pha lập công thứ 5 kể từ đầu mùa giải. Sau bàn thua này, các nhà đương vô địch cúp quốc gia xi măng Xuân Thành Sài Gòn đã dồn lên tấn công và thiếu chút nữa họ đã có thể ra về với một điểm nếu pha dàn xếp đá phạt góc ở phút bù giờ thứ 5 thành công. Thắng trận với tỷ số tối thiểu, Sông Lam Nghệ An đã củng cố ngôi đầu bảng với 13 điểm trong tay. Vòng đấu thứ 5 là một vòng đấu đầy áp khán giả. Lạch Tray, Thanh Hóa, Vinh đều không còn một chỗ trống. Đó là tín hiệu tốt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam khi mà người hâm mộ đã không còn quay lưng lại với bóng đá nước nhà. Trên sân Long An và Kiên Giang cũng vậy. Dù không được lấp kín như sân Lạch Tray hay Vinh, nhưng trong cuộc tiếp đón Đồng Nai và Ninh Bình, các đội chủ nhà Đồng Tâm Long An và Kiên Long Bank Kiên Giang đều đem lại những cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ bằng những kết quả vô cùng bất ngờ với nhiều bàn thắng được ghi. Chỉ tiếc rằng cả Đồng Tâm Long An và Kiên Giang đều không giành được 3 điểm như Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An. Nhưng dù sao, với những cơn mưa bàn thắng, khán giả đã có một buổi chiều mãn nhãn. Mặc dù phải chơi trên sân của Đồng Tâm Long An, nhưng Đồng Nai đã bất ngờ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước sau pha đá phạt đẹp mắt của Chu Quốc Khánh. Bước sang hiệp 2, đội khách tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt với pha lập công của Phạm Ngọc Quốc sau cú đá bồi nhẹ nhàng. Hy vọng của đội chủ nhà được nhen nhóm sau khi Ginson Campos ghi bàn rút ngắn cách biệt từ cú đá phạt đẳng cấp. Nhưng đó là tất cả những gì đội chủ sân Long An làm được ở trận đấu này. Bởi đến phút bù giờ thứ 5, đội khách bất ngờ được hưởng một quả penalty và Nguyễn Đình Hiệp đã không mắc phải sai lầm nào để ấn định chiến thắng cho đội nhà. Với chiến thắng này, Đồng Nai đã leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và đẩy Đồng Tâm Long An rơi xuống vị trí thứ 10. Trên sân Kiên Giang, đội chủ nhà đã để đội khách xi măng The Vissai Ninh Bình lấn lướt trong những phút đầu và mở tỷ số do công của Musa. Tuy nhiên ngay sau đó, từ đường truyền của vệ phải Lương Minh Trung, Felix đã đánh đầu để cân bằng tỷ số cho Kiên Long Anh Kiên Giang. Những phút sau đó, ưu thế trên sân thuộc về đội bóng đất cố đô xi măng The Vissai Ninh Bình và sau khi đội trưởng Mai Tiến Thành bỏ lỡ cơ hội ở phút thứ 23, thì bước vào hiệp 2, chính cầu thủ này đã tận dụng pha bóng không chắc chắn của hàng phòng ngự đội chủ nhà để nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, đội bóng do huấn luyện viên Lại Hồng Vân dẫn dắt không dễ dàng chịu thua và lại là Felix tỏa sáng, lần này cũng bằng một cú đánh đầu. Anh đã cân bằng tỷ số 2 đều. Đây cũng chính là tỷ số cuối cùng của trận đấu này, dù sau đó Kiên Long Bank Kiên Giang còn có một số cơ hội nữa nhưng họ đã không tận dụng thành công. Chỉ có thể giành được một điểm từ trận đấu này, đội chủ nhà vẫn yên vị ở những vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Như vậy, vòng đấu thứ 5 là một vòng đấu để lại nhiều ấn tượng khi các sân cỏ đều đầy áp khán giả và có nhiều bàn thắng được ghi. Tiền đạo Lê Công Vinh của Sông Lam Nghệ An và Gonzalo của Hà Nội TVT đã leo lên dẫn đầu trong danh sách những cầu thủ ghi bàn với 5 lần lập công. Có hai đội chủ nhà phải nhận thất bại ở vòng đấu này, đó là Đồng Tâm Long An và Thanh Hóa. Đáng tiếc nhất là thất bại của đội xứ Thanh khi họ đã có bàn thắng dẫn trước. Như vậy, với kết quả này, Sông Lam Nghệ An đã leo lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 13 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Hà Nội TVT 3 điểm. Sau 3 trận thắng liên tiếp, Vissel Hải Phòng xếp ở vị trí thứ 3, có 3 đội đang được 7 điểm. Đó là SHB Đà Nẵng, Hoàng Gia Lai và Đồng Nai. Ở đáy bảng xếp hạng là BKM Bình Dương khi họ không giành được điểm nào. Xếp trên đội bóng đất thủ là Kiên Long Bank Kiên Giang và Đồng Tâm Long An. Ở vòng đấu thứ 6 có 2 trận đấu diễn ra trong ngày thứ 7, 19 tháng 4. SHB Đà Nẵng tiếp Hà Nội TVT, Đồng Nai phải làm khách tại Thống Nhất trước xi măng Xuân Thành Sài Gòn. Sau đó một ngày, liệu BKM Bình Dương có chiến thắng đầu tiên khi phải làm khách tại Ninh Bình? Hoàng Gia Lai tiếp tục được chơi trên sân nhà
và đối thủ của họ là Kilobank Kiên Giang. Sông Lam, Nghệ An và Vi Sen Hải Phòng đều phải làm khách và đối thủ của họ là Đồng Tâm Long An và Thanh Hóa. Tuần qua, vòng 4 giải nhất quốc gia cũng diễn ra với nhiều bất ngờ. TDC Bình Dương thất thủ 1-2 trước Than Quảng Ninh. Hùng Vương Giang thắng 2-0 trên sân Cao Lãnh trước chủ nhà tập đoàn Cao Su Đồng Tháp. Sau trận thua này, huấn luyện trưởng Trần Công Minh đã nộp đơn xin từ chức. Như vậy, đây là huấn luyện viên thứ 2 mất việc ở mùa giải năm nay. Sổ số Kiến Thiết Cần Thơ giành chiến thắng 3-2 trước Hà Nội. QNK Quảng Nam bất ngờ để thua trắng 0-3 trước Bình Định. Như vậy với kết quả này, Hùng Vương Giang dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 12 điểm tuyệt đối, bỏ xa các đội xếp sau tới 5 điểm. Nếu duy trì phong độ này, giành vé lên hạng của thầy trò huấn luyện viên Nhan Thiện Nhân chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau khi giành chiến thắng 3-0 trước Quảng Nam, Bình Định đã thoát khỏi vị trí bét bảng và đẩy vị trí này vào tay câu lạc bộ Hà Nội. Sau đây là lịch thi đấu tại vòng 5 giải nhất quốc gia. Quý vị và các bạn, chia tay với sân chơi V-League và hạng nhất quốc gia, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về bóng đá nữ. Sau khi kết thúc lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia đúng 10 ngày, huấn luyện viên Trần Văn Phát đã lên danh sách 23 tuyển thủ tập trung đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2014 diễn ra tại Bahrain từ ngày 22 đến 26 tháng 5. Dù không nói ra, nhưng mục tiêu của đợt tập trung này bên cạnh sân chơi châu lục, đội tuyển nữ Việt Nam còn hướng đến sân chơi World Cup 2015. Những ngày tập trung đầu tiên, huấn luyện viên Trần Văn Phát đã lựa chọn Tam Đảo là nơi rèn thể lực cho các tuyển thủ. Nhưng trước khi đến với những hình ảnh của đội tuyển nữ Việt Nam, chúng ta cùng đến với cụm tin vắn với những thông tin nóng bỏng của bóng đá nước nhà trong 24 giờ qua. Mặc dù dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thua cả hai trận ở vòng loại Asian Cup 2015, nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn quyết định ký hợp đồng 2 năm với huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc vào đầu tháng 5 tới. Nhiệm vụ của huấn luyện viên người gốc Quảng Ngãi này là đưa đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào chung kết tại SEA Games 27 trên đất Myanmar và thi đấu thành công tại AFF Cup 2014. Cũng liên quan đến vấn đề hợp đồng như là với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Sau khi có thành công nhất định với đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian qua, huấn luyện viên Trần Văn Phát đã được VFF xem xét tăng lương trong đợt ký kết sắp tới. Hiện tại, mức lương mà ông thầy người Trung Quốc nhận được là 3.000 đô la Mỹ một tháng, nhiều khả năng sẽ được nâng lên thành 5.000 đô la Mỹ một tháng. Sau chuỗi thành tích tồi tệ trong màu áo Vissai Ninh Bình, vua phá lưới mùa giải trước Timothy Azembe nhiều khả năng sẽ rời đội bóng Cố đô Hoa Lư ngay khi giai đoạn 1 kết thúc. Theo huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ, lối chơi cá nhân của chân sút người Nigeria không phù hợp với Ninh Bình. Điểm đến tiếp theo của Timothy có thể là một đội bóng của Trung Quốc. Địa hình đồi núi cao cùng không khí mát mẻ quanh năm là điều kiện khí hậu lý tưởng cho các nữ tuyển thủ rèn luyện thể lực. Đã nhiều năm qua, Tam Đảo là địa điểm quen thuộc của đội tuyển nữ Việt Nam mỗi khi chuẩn bị cho một giải đấu lớn. Phải đối đầu với các đối thủ cao to ở những cuộc đọ sức sắp tới, nên yếu tố thể lực luôn được huấn luyện viên Trần Văn Phát quan tâm hàng đầu. Chính vì vậy trong khoảng 2 tuần tập huấn tại đây, các nữ tuyển thủ chủ yếu rèn luyện sức mạnh của cơ bắp và sức bền trên chặng đường dài. Bên cạnh phải nhanh chóng thích nghi với các bài tập mới, các cô gái vàng của đội tuyển Việt Nam còn phải chạy, leo đồi núi dốc, một bài tập mà tuyển thủ nào cũng rất ái ngại. Nhưng vì mục tiêu chung nên từ các cựu binh như Kim Hồng, Kiều Trinh, Hồng Tiến cho đến các gương mặt mới như Nguyễn Hương Giang, Đỗ Thị Nguyên đều rất nỗ lực và bước đầu tạo được niềm tin với ông thầy người Trung Quốc. Tôi đã có 10 năm gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam nên tôi rất hiểu thể trạng của các nữ tuyển thủ. Vừa phải trải qua giải vô địch quốc gia tương đối căng thẳng nên việc thả lỏng một thời gian ngắn rồi bắt đầu tăng cường duy trì thể lực trong thời gian này là rất cần thiết. Ở lần tập trung này có nhiều cầu thủ mới nên tôi chưa dám nói trước điều gì. Tôi cần phải có thời gian để kiểm chứng năng lực của từng cầu thủ rồi sau đó mới có thể chọn ra được đội hình ưng ý nhất. Đội tuyển nữ Việt Nam có thi đấu thành công hay không? Câu hỏi hơi quá sớm trong thời điểm này. Bởi tập huấn ở một nơi có phong cảnh hữu tình như Tam Đảo, bên cạnh việc tăng cường thể lực, các cô gái đá bóng cũng có quyền tự hào và đôi lúc thả lỏng để đạt trạng thái tinh thần thoải mái nhất. Với thành tích tuyệt vời trong thời gian qua, không chỉ có giới truyền thông quan tâm mà ngay cả những người hâm mộ cũng dành cho họ những tình cảm đặc biệt. Có mặt tại Tam Đảo trong đợt đi sáng tác, khi biết tin đội tuyển nữ Việt Nam đang tập huấn tại đây, những nhà văn nhà thơ trong Hội Văn học Việt Nam cũng tranh thủ thời gian ít ỏi để ghé thăm đội tuyển. Với họ, người phụ nữ luôn là tâm điểm trong những sáng tác ở hầu hết các tác phẩm. Tôi rất là xúc động, cảm động và hết sức mừng. Mà nói đúng ra đó là một cái vinh dự, một cái vinh hạnh không chỉ cho chú mà cho đất nước chúng ta. Chúng ta phải khai thác năng khiếu của họ
và họ sẽ đưa toàn bộ cái năng khiếu đến. Nếu như bóng đá của chúng ta, nữ Việt Nam mà có cái sự chăm sóc hơn nữa, có một sự dạy bảo là đến nơi đến chốn hơn nữa, có một sự đầu tư hơn nữa, thì chắc chắn bóng nữ ta không thua kém gì các cái bóng nữ của khu vực. Không trân trọng sao được khi các nữ cầu thủ đã hy sinh quá nhiều trong thời gian qua, trong khi nhiều các bạn cùng trang lứa được thư thái thưởng ngoạn những cảnh đẹp tại Tam Đảo, thì các nữ cầu thủ vẫn hàng ngày đổ mồ hôi trên sân tập. Trong số 23 cầu thủ có mặt ở đợt tập trung này, bên cạnh những cựu binh còn có nhiều cầu thủ trẻ lần đầu tiên lên tuyển. Khá bỡ ngỡ với nhiều bài tập mới, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến những thành công của các bậc đàn chị đi trước, khó khăn lại nhanh chóng qua mau, thay vào đó là sự tự tin và tinh thần lạc quan về tương lai của bóng đá nữ Việt Nam. Cuộc tập huấn trên Tam Đảo này thì để nâng cao thể lực cho bọn em. Dù là rất mệt mỏi nhưng mà bọn em cũng cố gắng để rèn luyện thể lực để thể lực của mình tốt hơn. Tại giờ trong bốn đội thì hầu như là chưa có gặp được đối thủ nào mạnh, thì em nghĩ là trong tất cả các đội đó thì trong quá trình thời gian đó thì người ta cũng sẽ có nhiều cái thay đổi. Thì em nghĩ là trong ba đội, đội nào cũng có thể là khả năng là mạnh. Thì trong thời gian mà đội tuyển Việt Nam mình đang trẻ hóa như thế này nữa thì mình sẽ càng cố gắng hơn. Năm 2013 là một năm đặc biệt khi cơ hội được có mặt tại giải bóng đá nữ vô địch thế giới năm 2015 của thầy trò huấn luyện viên Trần Phát là rất sáng sủa. Tuy nhiên trước khi nghĩ tới sân chơi danh giá đó, đội tuyển nữ Việt Nam cần phải vượt qua vòng loại Asian Cup vào ngày 22 tháng 5 trên đất khách. Các đối thủ như Kyrgyzstan, Hồng Kông và chủ nhà Bahrain về lý thuyết không thể so được với đội tuyển Việt Nam, nhưng với sự trẻ hóa ở lần tập trung này và vòng trung vệ rất quan trọng là Trương Thị Kiều vì chấn thương, chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn và là một bài toán khó cho huấn luyện viên Trần Văn Phát trên con đường chinh phục những đỉnh cao. Khi mà nghe Việt Nam mình cũng có thể là được lọt trong cái top đấy, tham dự cái World Cup này thì như bản thân Thương cũng như tất cả các vận động viên khác, đấy là một cái cơ hội và là cái mục tiêu phấn đấu để cho các vận động viên được bước ra một cái sân chơi lớn hơn, được học hỏi nhiều hơn và mong là mọi người sẽ cố gắng nỗ lực để làm sao mà giúp cho đất nước mình có một bước tiến xa hơn nữa. Ai cũng có quyền ước mơ, nhưng để hiện thực ước mơ đó, chúng ta luôn phải biết mình đang ở đâu. Với thành tích dẫn dắt rất ấn tượng ở những giải đấu gần đây, huấn luyện viên Trần Văn Phát đã nhận được sự ủng hộ rất nhiều từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam và người hâm mộ. Sân chơi tầm thế giới là rất cao, do vậy muốn chinh phục đỉnh cao đó, các nữ tuyển thủ hãy coi chuyến tập huấn tại Tam Đảo là bản lề để dẫn đến thành công.